Dự báo chiều nay nhiều tỉnh thành trên cả nước đều có nắng nóng, trong đó Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất chiều nay từ Nghệ An cho đến Ninh Thuận sẽ phổ biến từ mức 35 đến 37 độ C, có nơi là trên 37 độ C. Nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời từ 11 giờ cho đến 4 giờ chiều để tránh bị say nắng, say nóng. Chiều tối cho đến đêm nay thì khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rông rải rác, có điểm mưa to trên 60mm, đề phòng ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Cây xanh đem lại bóng mát và môi trường trong lành, tuy nhiên tại các đô thị lựa chọn cây trồng phù hợp, tránh những tác động tiêu cực, nhất là những cây dễ bị gãy đổ trong mùa mưa bão, đang là sự quan tâm của nhiều người dân. Theo các chuyên gia thì việc trồng các loại cây đô thị cần được nghiên cứu và quy hoạch để vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, vừa an toàn cho người dân. Trong khuôn viên một khu chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội, những cây hoa sữa được trồng ở một bồn cây lớn mang đến bóng mát cho người dân. Thế nhưng khi trồng tại vỉa hè, loại cây này lại gây ra nhiều bất tiện. Khác với hình ảnh gọn gàng của những cây hoa sữa trong khuôn viên của khu chung cư này mà quý vị vừa thấy, thì chỉ cách đó vài bước chân thôi, khi mà chúng tôi đi trên phía vỉa hè của khu chung cư này thì bắt gặp rằng là cùng là cây hoa sữa, thế nhưng với một bộ rễ rất là phát triển ở dưới thì khiến cho vỉa hè, đây quý vị có thể thấy rằng là đã bị sới tung lên và nhô lên khá là cao. Cứ phải chạy rồi tránh ra, đôi khi nó rất là nguy hiểm ấy. Khi mình chạy nhanh có thể bị vấp ngã, nhất là đối với các cụ như mình thanh niên còn sợ ngã nữa. Trên nhiều tuyến đường lớn tại trung tâm thành phố Hà Nội, không khó để bắt gặp những cây cổ thụ có phần thân lớn, gốc cây to, nghiêng hẳn về phía lòng đường. Vào mùa mưa bão, nếu không được cắt tỉa, những hàng cây này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây mất an toàn cho người dân. Thứ nhất là đi lại thì nhìn những cái cây cối nó gồ ghề, nó không bằng phẳng thì nhìn nó cũng khá là mất thẩm mỹ. Thứ hai là đi nó cũng khá là mất, không có sự an toàn. Trên đường về từ siêu thị thì như kiểu là đang đi thì cây nó đổ ngay trước mắt em luôn. Thì cũng khá nguy hiểm, thì mỗi lần đi gần chỗ này thì cũng luôn phải để ý. Nếu không thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và nhiều khi tính mạng đến bản thân mình. Tôi cũng mong là công ty cây xanh của Hà Nội là coi như là kiểm tra thường xuyên để mà cắt những cây nào bị gãy hoặc cây nào bị sâu mọt để chống là... một là gây ra tai nạn không tốt. Thế bây giờ người ta hạn chế cây xà cừ đến mức tối thiểu, tán lá của nó xung xuê dày đặc, khi gió thì nó hứng tất cả những các áp suất của gió và nó làm thành ra những các cái sức rất mạnh làm cho cây gãy đổ. Theo các chuyên gia, việc chọn loại cây gì, chăm sóc như thế nào cần phải được tính toán bài bản ngay từ khâu cơ bản. Trước mắt cần chú ý đến công tác cắt tỉa cành để cây có tán cân đối, giảm tác động từ mưa, gió lớn, đồng thời cần chú ý đến mỹ quan chung của khu vực để đảm bảo sự hài hòa và thẩm mỹ. Vấn đề cây xanh đô thị tại Hà Nội vẫn luôn là một bài toán khó, nhất là gần đây chúng ta cũng còn phản ánh về tình trạng tại Hà Nội còn có nhiều cây bị khô, bị chết và phần rễ cũng lồi lên trên mặt đường, thì thực sự là nguy hiểm đến an toàn của người dân, đặc biệt trong mùa mưa bão.